đã viết nhiều ca khúc về tiềm năng phát triển cho quê hương, về niềm vui chung xây miền quê mới, ấm êm tình đất ba gian, rộn ràng trong gió reo vui xuân sang tiếng anh nghe vui. Và ước mong đó của cố nhạc sĩ Mạnh Hùng đã trải vào nhạc phẩm Chiều Nam Phương mà ca sĩ Hiếu Vân, một người học trò, một người bạn thân thương, hội viên câu lạc bộ âm nhạc thành phố Bảo Lộc hôm nay sẽ thể hiện lại các khúc này. Xin tất cả quý vị chúng ta chọn cảm nhận.